Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phan Văn Mãi làm trưởng ban chỉ đạo đẩy nhanh dự án trọng điểm thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ký quyết định thành lập ban chỉ đạo các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ban chỉ đạo có quyền mời thanh tra, kiểm toán các dự án để phòng ngừa từ sớm các sai sót và đề xuất thay thế chủ đầu tư, nhà thầu yếu kém. Ban chỉ đạo sẽ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư công trình, dự án, các tổ chức tư vấn, nhà thầu trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, đề xuất mời cơ quan thanh tra, kiểm toán thực hiện kiểm tra đột xuất. Định kỳ các công trình, dự án khi thấy cần thiết để phòng ngừa từ xa, từ sớm các sai sót, nếu có. Ban chỉ đạo được mời các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học để tư vấn, góp ý, phản biện trong quá trình chỉ đạo, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp, chính sách để triển khai các dự án. Cùng với đó, ban chỉ đạo này có quyền đề xuất kiểm điểm, thay thế chủ đầu tư, nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng có năng lực, kinh nghiệm yếu kém, không đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án hoặc triển khai dự án không đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư. Ban chỉ đạo sẽ nghiên cứu, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo, triển khai đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm như tuyến Metro số 1, Metro số 2, đường Vành Đai 3, Vành Đai 4, Rạch Xuyên Tâm, kênh Tham Lương, Bến Cát, khu công nghệ môi trường xanh và các dự án khác. Đồng thời, nghiên cứu và xây dựng mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng, TOG, làm cơ sở cho quy hoạch, nghiên cứu phát triển quỹ đất và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, công trình công cộng, để chỉnh trang phát triển đô thị góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, thực hiện rà soát và đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố các dự án ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để khai thác hiệu quả quỹ đất xung quanh nhà ga và dọc tuyến các dự án trên. Cùng đó, tổ chức rà soát phạm vi, quy mô đầu tư, phương án kỹ thuật, công nghệ, tác động môi trường, tổng mức đầu tư dự án, quỹ đất công dọc tuyến đường và quy hoạch đất nông nghiệp tại khu ít dân cư để tạo quỹ đất sạch. Ban chỉ đạo cũng sẽ theo dõi, đôn đốc việc rà soát quy hoạch đô thị, điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án đầu tư, thu hồi đất, tái định cư, đầu tư hạ tầng kết nối, công tác đấu thầu để đảm bảo đồng bộ, tham gia chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các khiếu nại, khiếu kiện phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.